tất cả những người bị tai biến, ung thư, bệnh này bệnh kia, đa phần là do từ nóng giận, không vừa lòng, không vừa ý, buồn phiền, đố kỵ. Từ những cái tâm này mà tổn hại đến bản thân và tổn hại đến quả địa cầu thì rất là lớn. Nên trong nhà Phật có câu nói rằng lòng tham chiêu cảm nạn nước, sân hận chiêu cảm quả địa cầu nóng bức, ngu si chiêu cảm gió bão, bất bình không vừa lòng không vừa ý chiêu cảm động đất. Từ cái tâm của bạn mà chiêu cảm quả địa cầu này, tai ương đến với nhân sinh con người là từ do tâm con người tạo ra kiếp nạn. Quý vị nhớ rằng là cái địa phương nào mà năm nào cũng là nạn nước tràn ngập, nó kéo sạch nhà cửa người ta hết dân lại, địa phương đó lòng tham con người quá nặng. Còn địa phương nào mà sự nóng bức khô cằn sỏi đá, cỏ cây mọc lên không nổi là con người ở nơi đó cực kỳ sân hận. Nó tạo thành một cái lực lượng của nghiệp quả kết lại đi, làm tổn hại quả cái địa phương đó. Gọi là trong cộng nghiệp nhưng có biện nghiệp. Biện nghiệp là gì? Vì nguyên một cái nơi đó rất đông người sân hận, nên cái vùng đó nóng bức hơn những vùng khác. Hãy nhớ. Còn cái nơi đó gió bão, địa phương đó cực kỳ nguy hiểm, cuốn nhà sập hết, là địa phương đó cộng nghiệp ngu si, không biết chánh tà. Nơi địa phương đó bị động đất, nhà sập, đất sụp là địa phương đó cộng nghiệp vì tâm bất bình, không vừa lòng không vừa ý, nghi ngờ nhau mà làm cho cái nơi đó bị sụp đất. Nếu bạn muốn thay đổi hoàn cảnh ở địa phương đó thì phải nghe pháp và chuyển hóa được nhân tâm, thì nơi đó tức khắc sẽ có sự thay đổi. Tội bạn nghe gì mà bạn chịu nghe nó thôi. Rất là rõ ràng rồi còn gì nữa, đúng không? Đó. Tuy người ta giảng có những lúc rất là vui, nhưng hồi nãy Nhân Đức gặp hai cô kia, Nhân Đức nói các cô nghe Nhân Đức giảng vui không? Vui. Nhưng mà thầy giảng vui trong cái vui nó lại có ý nghĩa, không chịu để ý đâu. Cái phương pháp giảng pháp là trước nhất làm cho người ta vui. Khi người ta vui rồi người ta mới tỉnh. Người ta không ngủ thì người ta mới nghe pháp. Còn bây giờ mà giảng hay mà ngủ hết trơn thì sao nghe? Bây giờ ví dụ như mình giảng rất là hay, mình giảng từ kinh Phật không à, giảng nghiêm túc luôn, nhưng mà ngồi dưới làm nè. Rồi sao mà nghe đây? Giảng sao không biết mà cho nó cười nó vui đi. Mà coi con người vui lãng mắt ta làm vậy nè. Còn khi mà người ta buồn lãng mắt sao? Trời ơi, cái diễn trình này nó không đơn giản đâu. Không có trường học nào dạy bạn được. Cái diễn trình này là ở đâu biết không? Đó là phát xuất tự nhiên từ tự tánh. Bạn không có cửa đó đâu. Bạn không có đến trường học để học được cái này, mà cái này là bạn phải cảm nhận từ con người, nhận thức ra là bạn biết người ta đang cần nhu cầu như vậy, mà bạn phát xuất từ tâm bạn sanh ra để mà trao tặng cho người. Phải nhớ đó. Chứ không phải bạn nói là bằng cấp này, bằng cấp kia, bằng cấp nọ mà bạn có thể hình thành ra một môn giảng này đâu. Cái môn giảng này là nó phát xuất ra từ con người đến con người nhau. Bởi vì biết người ta đang nhu cầu như vậy đó. Giống như bây giờ một người quý vị có là học thức cỡ nào, quý vị là nhà khoa học quý vị, hay là một con người chế tạo ra những bộ máy gì để cho nhân sinh, hay là quý vị đang tính toán ra một loại thuốc gì để cho con người uống có chất bổ tốt, quý vị đều phải đi tìm hiểu hết. Con người đã phải đi tìm hiểu là nhu cầu. Ví dụ như ngày xưa người ta dùng cài tay, có nghĩa là bò kéo để mà gọi là cài đắt. Sau này những cái người ta có hiểu biết, người ta suy nghĩ ra chiếc máy cài, là người ta phải đi đến cái vùng đất đó, nơi đó người làm nông cực quá, cái cài nhỏ xíu xíu à, hai con bò kéo, người làm nông quá cực, thì người ta phát triển cái khoa học tư tưởng đặc biệt, nên người ta mới chế tạo ra chiếc máy cài. Là người ta phải đi tìm hiểu con người nhân dân đang như thế nào, nhu cầu cần như vậy. Khi người ta đưa ra chiếc máy cài để tức khắc loại bỏ bớt đi bò. Tại vì sao? Vì chiếc máy cài nó cài nhanh, thì phải tìm hiểu cái nhu cầu đó để đưa ra phù hợp.
Chứ không phải là bạn là kỹ sư, bạn ngồi để bạn chế tạo đại, đem ra dùng đi, không phù hợp sao dùng. Nên khi người ta đi giảng pháp á, ở phương xa, là trước nhất người ta phải đi tham khảo cái địa phương đó là tôn giáo nào mạnh nhất, cái đạo giáo đó mạnh nhất, người ảnh hưởng đạo giáo đó mạnh nhất. Mình có giảng về Phật giáo cũng phải nghiêng về cái đạo giáo đó để cho người ta nghe. Nghe rồi mới đưa Phật giáo vào, thì lúc đó người ta thấy Phật giáo hay, người ta mới tiếp nhận Phật giáo. Phải vậy đó. Đó, vậy thì mới đi giảng pháp ở mọi nơi, mọi chỗ người ta đều nghe được hết. Vì biết cái nhu cầu của người ta đang cần cái gì. Chứ không phải rằng là bạn chế tạo đại, bạn đưa ra cho người ta, bắt người ta dùng, nó không có chuyện đó đâu. Nguyên lý nào cũng vậy hết trơn á. Như bây giờ Nhật Đức muốn đưa ra một phương pháp tu, thì Nhật Đức quay xem lại chính bản thân mình tu được phù hợp không, rồi mới chế tạo làm sao ra một phương pháp tu, mà phương pháp tu này đưa ra mà người ta tu được. Giờ dắt người ta tu, tu vừa ngủ gục cái tỉnh, tỉnh rồi cái tu lại thức, thức rồi tu một chút hơn, mệt mệt xong tu cuối cùng khỏe. Vậy là phương pháp đã đưa ra, người ta tiếp nhận. Không đơn giản đâu nghe. Đó, nên từ nơi đó mà cái niềm vui là cái rất là quan trọng. Nên chùa của mình rất là chú trọng về nụ cười. Thí dụ như miệng tròn thì cười thấy miệng tròn, mà miệng rộng thì cười thấy miệng rộng, mà sức môi thì cười thấy sức môi, miệng méo thì cười thấy miệng méo, súng răng thì cười thấy súng răng. Những đức xin mời tất cả những người nào bị súng răng trong cuộc đời này, quý vị đừng bao giờ cười mím. Vì súng răng mà cười mím là quý vị đang giữ gìn cái phiền phức súng răng giữ lại. Khi mình súng răng là quý vị phải cười làm sao mà nó đưa ra hai cái chỗ súng răng đó đó. À, đưa ra. Bây giờ Nhân Đức hỏi quý vị nè, cơ thể quý vị khi bị hôi, quý vị tắm để làm chi? Để nó sạch hết hôi. Vậy thì súng răng, cái hàm răng bị súng, hai cái răng cửa bị súng, vậy là xấu đúng không? Vậy thì phải đem ra, phải đưa ra đi, để cho nó đánh mất cái tâm súng răng. Chứ bạn đừng có mím nghe, bạn đừng có cười. Nó rất là vô duyên. Bạn hãy cười đại đi. Mọi người, người ta chê bạn cũng tốt, người ta khen bạn cũng tốt, để cho cái nghiệp mà nội tâm súng răng nó mất đi. Đó, bạn thấy hay không? Còn thí dụ như lỡ một ngày nào những đứa méo đi, ồ rồi bây giờ cười thì dù có miệng rộng cũng là còn vài bữa đi, lỡ có dịp nào mà lỡ mình bị giật phong hay gì đó, méo miệng, lúc mình lên là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thầy hôm nay bị méo rồi, đúng không? Đi mình méo vậy mình cười, làm ta mắc cười thấy chưa, đúng không? Còn ví dụ như mình méo vậy rồi mà mình không có cười ra, mình làm nè, người ta đâu có cảm giác với mình. Rồi người ta hỏi, ủa anh ơi, thầy ơi, anh ơi là thế gian, thầy ơi là trong chùa. Dụ như người méo ngoài đời kêu anh ơi, người méo trong chùa kêu thầy ơi, ý câu người ta vậy đó. Kêu anh ơi, thầy ơi, sao mà méo vậy mà sao thoải mái quá vậy, rồi sao cừ tự nhiên vậy à? Mình nói thì nó cũng méo rồi, nó méo rồi mà không tự nhiên nó cũng méo thôi. Không lẽ có cái chính sách nào mà méo không được cừ hả? Có cái chính sách nào mà nói miệng rộng không được cừ không? Không có cái luật nào mà ông thầy giảng pháp mà không được cừ ý. Hiểu chưa? Cười là một lối sống đặc biệt, cười là một lối sống văn minh, cười là một lối sống mà đi vào nhân sinh. Con người ai cũng cần cười. Hiểu chưa? À, đó. Thật sự mà nói nhiều người kết nhận đức chỉ có một cái là cười nhiều thôi. À, giống như nói câu là hát không hay mà nhờ hay hát, cười không đẹp mà nhờ thường cười, đúng không?
Tuy người ta đẹp nhưng mà người ta lại ít cười, thì lâu lâu mới được thấy nụ cười. Còn mình xấu, mình không đẹp mà mình cười nhiều thì nó bù đắp qua cái xấu, nó thành cái đẹp. Quý vị thấy những đức ngài cười rất là nhiều mà làm cho nhiều người cười nữa. Quý vị thấy có nhiều danh hài có đẹp không mà tại sao người ta hài rất là có duyên. Ví dụ như ngày xưa mà cái thời Bảo Trung đồ đó, là hài là thôi cười bể bụng luôn. Mà quý vị thấy Bảo Trung có đẹp không? Đâu có đẹp đâu, cũng mỏ nhọn nhọn như những đức. Người Hồng Tơ được cũng có đẹp đâu mà sao ta hài vui vậy hả? Tăng Beo được cũng có đẹp gì đâu, ta hài rất là vui. Bảo Quắc đâu có đẹp gì đâu mà ta hài rất là vui. Vì thấy không? Vì thì tất cả con người xấu trong cuộc đời này đừng bao giờ cho rằng người ta không tiếp nhận mình, chỉ sợ bản thân mình không tiếp nhận mình. Nên bài giảng này gửi đến cho tất cả những người lé lùng hô súng. Tôi cũng nằm trong vị trí hô đó đó. Què hoặc si cầu que mù, tặc nguyền cục tay cục chân. Xin gửi đến quý vị, con người chúng ta đang còn sống ở cái quả địa cầu này, chúng ta hãy sống một ngày cho có ý nghĩa đi. Đừng sống cả đời vô nghĩa trong cái sự khổ đau của nội tâm. Và từ hôm nay bạn nghe Phật pháp rồi, bạn hãy sống như ngày tháng vui đi. Dù bạn đang nghèo, bạn nghèo mà bạn không biết vui chừng nào bạn mới giàu. Bạn chờ chừng nào bạn giàu bạn mới vui. Vậy tới khi bạn xuống lỗ bạn cũng chưa vui nữa. Bạn vui bạn còn có thể giàu. Vì sao? Khi bạn tươi vui, người ta gặp bạn là người ta muốn nhờ bạn làm việc. Một con người mà vui vẻ đi xin việc làm rất dễ. Còn một con người mà gương mặt buồn buồn đi xin việc làm rất là khó. Những đức nói thiệt, quý vị là người á, để mà tiếp nhận người làm á, chắc chắn quý vị luôn, quý vị cần nhìn người đó là bị tiếp nhận liền. Như hồi chiều nè, có cái thằng đó 29 tuổi, cho nó làm cái vàng La Phong bên kia, nó lỡ nó gặp Nhân Đức. Nó vừa đến gặp Nhân Đức một phát, Nhân Đức vừa nhìn thằng này một phát thôi. Nói chuyện mấy câu thì Nhân Đức hỏi nó nhiêu tuổi, là 29 tuổi. Không đẹp gì cả, tướng bình thường. Nhưng mà cái cách nói chuyện và cái hành động, Nhân Đức nói được rồi, giao cho anh làm hết luôn. Vì sao? Nhìn gương mặt người là chắc chắn không tệ, nội tâm của người không bao giờ tệ. Vừa nhìn một cái thôi, khỏi cần nói chuyện nhiều, giao hết cho anh luôn đó. Nhớ, con người làm việc thành công là ngay chỗ nào chữ tín, anh nhớ. Thì nó nói một câu rằng, thầy cứ yên tâm đi, con là người lập nghiệp từ khi còn nhỏ, con vẫn biết được sự thành công của con người là ngay chữ tín. Có nghĩa là không phải con làm việc cho chùa chiền mà con làm đúng đắn đâu thầy. Cả con làm việc cho người ngoài đời cũng phải đúng đắn. Vì con muốn đưa ra một sản phẩm nào là phải chất lượng. Nói câu phải không? Thấy đặc biệt chưa? Đó. Nói ra một cái là người ta thấy tin dùng liền vậy đó. Là trong lòng mình cảm giác rằng con người này, sau này mình làm mình sẽ kêu người này liền. Cái cảm giác của con người lạ tới không đẹp gì hết, nhưng mà lạ tới nó có một cái tố chất gì đặc biệt ghê. Là gì? Giống như là chân thật và đúng đắn lắm vậy đó. Thì thấy không? Cái hành động đó đó, hành động mới là thành công đó. Người ta vừa nhìn mà người ta tiếp nhận mình là thấy mình thành công rồi. Mà người ta vừa nhìn mình là người ta thấy mình là có sự dối giá, thất bại. Người ta vừa nhìn mình mà dối giá là thất bại rồi đó. Múa rìu qua mắt thợ, xạo sự. Quý vị có nói hay cỡ nào cũng bằng không thôi. Người ta đã không tiếp nhận mình làm gì hay. Bây giờ chúng trong chùa thấy không? Những đức nói chuyện ầm ầm, mà tại sao người ta thích những đức? Chủ nhật nào người ta cũng gì, người ta ngồi, người ta nhìn, người ta ngắm. Mà có gì đâu, xấu xí. Mà tại sao người ta nhìn người ta thích? Thấy không? Trời ơi, một ngày không biết bao nhiêu người đến cứ đứng nhìn. Mắc cỡ ghê kìa. Nói câu này mắc cỡ ghê. Thấy không? Làm như có giá lắm vậy. Thôi thà mình nói vậy đi. Hiểu không? Nói cái câu không cần phải ngượng miệng. Có gì đâu ngượng. Nên từ nơi đó, ý muốn nói cho vị nghe cái điều gì? Ý muốn nói cho vị nghe là sống phải chân thật.
sống phải nhiệt tình. Giữa con người với con người với nhau phải sống làm sao có tình có nghĩa. Bạn có cầu giải thoát hay bạn làm cái gì trong cuộc đời này thì bạn sống phải có tình có nghĩa. Người đi trước với bạn qua đi, bạn phải kết nối người đi sau tiếp nối với bạn. Bằng cách nào? Người ta đến với bạn, người ta làm việc cho bạn. Khi người ta có cái gì, bạn phải chú tâm lo cho người ta, để người đi sau nhìn thấy bạn đối với xử với người đi trước, rồi người ta sẽ tiếp nối phụ trợ bạn. Đó là sự thành công của bạn. Nhớ, sự thành công là phải để cho người khác nhìn để tiến đến với bạn. Không chạy khỏi hai chỗ tình nghĩa đâu. Tình người là việc rất quan trọng, vì cõi đời này là cõi đời tình cảm. Ái không nhiễm không sanh ta bà, mà ái là ái tình, nên còn là gọi là ái khổ. Ái quá nên nó khổ. Ái tình tuy khổ nhưng ai cũng thích tình. Trong cuộc đời này ai cũng thích cái tình đó chứ quý vị à. Chứ không có ai thích phụ bỏ tình cảm chứ. Tình là thích à. Tại vì sao? Vì mình thích tình mình mới đi đến đây. Nên mình có tình thì mình mới độ người trong cõi này. Đúng không? Mình có tình mình mới độ người trong cõi này. Còn mình vô tình sao mình độ người trong cõi này? Vô tình là người không có tình cảm. Có người dùng tình cảm vào một cái điều giả dối thì bạn không bao giờ độ người trong cõi này. Vì người trong cõi này là người thích tình cảm, người thích được thương yêu, người thích được lo lắng. 100% tất cả người trong đây ai cũng muốn mình được lo lắng, thương yêu, giúp đỡ, quan tâm. Vậy thì sao bạn đem tình cảm ra thì bạn độ được người ta? Bạn mà phải làm sao mà bạn cũng có tình cảm, người ta cũng có tình cảm, mà tình cảm của bạn lớn hơn tình cảm người ta. Tình cảm của bạn vô bờ vô bến thì bạn mới độ con người trong cõi này. Còn nếu như tình cảm của bạn chỉ đặt vào một con người thì bạn khổ. Nhưng mà những người đến với nhau trong cái cuộc đời này, mỗi vị trí có một tình cảm khác nhau. Ví dụ như vợ chồng, chỉ cần đặt vào nhau tình cảm chân thật như vậy cũng tốt rồi. Có khi bữa nay mình đặt tình này, ngày mai mình đặt tình kia. Có khi một ngày nào mình không biết đem tình cảm đặt vào đâu. Nên tình cảm phải có chỗ đặt để nó. Để rồi khi có chỗ đặt để rồi, nó mới phát triển tình cảm của con người. Chứ nếu như bữa nay đặt tình này, ngày mai đặt tình kia, ngày mốt đặt tình nọ, giết rồi nó không có chỗ cho mình đặt tình cảm vào, thì tình cảm của mình không có nguồn gốc. Mà tình cảm mà không có nguồn gốc thì nó bay bồng bềnh cũng như mây vậy đó. Lúc đó cuối cùng kẻ thiệt thòi vẫn là bạn. Hãy nhớ kỹ. Nên con người sống phải có tình cảm. Tình cảm của chúng ta học đạo, nó không phải tình cảm như người thế gian. Người nghe đạo có tình cảm, nhưng lại hướng đến tình cảm của Di Đà cầu giải thoát. Này quan trọng lắm quý vị. Giống như cái mùa dịch bệnh á, có hai vợ chồng già này 75-80 tuổi, bà vợ chết đi, thì ông chồng ông khóc than: bà ơi bà, sao bà bỏ tôi vậy bà? Tôi với bà đã hứa là tôi đi trước bà đi sau, sao bà hôm nay bà đành đoạn bỏ tôi trước vậy bà? Nhớ hôm nào tuy là tuổi già nhưng vợ chồng chúng ta vẫn hữu hỷ bên nhau. Mỗi ngày tôi nói bà bơi tôi chén cơm coi. Dù là tuổi già không có còn như thờ còn trẻ, nhưng mà cũng có được gặp nhau. Hôm nay bà bỏ đi như vậy, bà biết tôi đau lòng cỡ nào không bà? Hôm nay còn xác bà ở đây, bà cho tôi hôn một lần cuối cùng nha bà. Thấy chưa? Coi công đoạn đó rồi mình mới thấy đúng là Phật nói xa lìa khổ, ái biệt ly khổ. Ái thương yêu biệt ly khổ. Chúng ta là người học đạo có tình thương, có sự ái nhiệm, nhưng chúng ta phải hiểu nó có thể thương yêu và đến với nhau. Rồi một ngày nào chúng ta phải chấp nhận cái mà chúng ta xa nhau. Hãy chấp nhận. Và tất cả chúng ta đều chấp nhận cái xa nhau sớm hay là xa nhau muộn. Vì duyên nợ đặt đến với nhau
nó có duyên có nợ, ngắn hay dài, mỏng hay dày, là do cái duyên cái nợ của chúng ta. Sợi dây duyên nợ này giao kết ngắn thì thời gian gặp nhau và xa nhau ngắn, dài thời gian gặp nhau và xa nhau sẽ dài. Cái này là phải nhớ, phải chấp nhận điều này. Nên đừng bao giờ nói rằng người khác 60 tuổi mới mất, tại sao ông mới có 40 tuổi mà ông bỏ tôi vì ông, ông đành đoạn như vậy vì ông, rồi hai đứa con tôi sống như thế nào đấy khi không có ông. Dù cỡ nào những đêm mưa gió bão bùng, trời sấm sét ầm ầm, tôi vẫn thấy có ông bên cạnh, tôi cảm thấy bình an. Gia đình không có đàn ông thì giống như không có cây cột cái gì ông ạ. Hôm nay ông ra đi rồi, tôi phải sống làm sao đấy ông? Còn cây leo nheo lóc nhóc, tôi làm sao dạy nó đấy ông? Nhà mình tôi thấy trống vắng quá, có những đêm phía nhìn con cái ngủ, tôi thấy ông đâu rồi? Tôi nhìn đầu này nhìn đầu kia, trời ơi, nhìn lên bàn thờ tôi thấy hình của ông trên bàn thờ, tôi buồn quá ông ơi. Tàu than thở làm chi, bây giờ phải chấp nhận thôi. Nên tất cả những người nghe đạo rồi, nghe những công đoạn này, vợ chồng đến với nhau là duyên là nợ, hết duyên hết nợ thì xa nhau, chúng ta phải chấp nhận. Thí dụ như bây giờ những đức thương một người đó, những đức mong người đó phải vui. Khi những đức chết đi, những đức mong người đó vui, người đó vui mình sẽ vui. Nếu như bây giờ mình ra đi mà người đó khổ thì linh thức của mình vẫn khổ, thấy họ mình tội nghiệp, thương mà không giúp được thì cái hồn mình nó trở thành sự buồn bã. Còn mình thấy người thương của mình được vui, sống tốt, vậy thì mình cũng mừng cho họ. Nên nhớ, khi vợ chồng đến với nhau mà khi mà vợ hay chồng bệnh đau mà khi chết á, đừng có bao giờ nói cái câu đặt để người ta, khi tôi chết đi ông đừng bước thêm bước nữa nghe ông. Dù cỡ nào cũng vợ chồng mấy chục năm, tôi mong ông dành những tình cảm cho tôi cả cuộc đời của ông. Đừng nên bước thêm bước nữa, ông hãy hứa đi, hứa đi ông. Mình đừng có dội vàng hứa, hiểu chưa? Bây giờ mình đừng bao giờ nói câu đó đi đặt để người ta. Mình hãy để tự lương tâm người ta mà sống trong cuộc đời này, người ta bước hay không bước đó là chuyện của họ. Còn khi mình mất đi, mình hãy đi về một quốc độ tốt đẹp đi. Cái người mà kêu người vợ hay chồng mình đừng bước thêm bước nữa là người này không có giảng sạch, không có giảng sạch. Mình có thể nói câu này thì được, khi tôi chết đi ông hãy suy nghĩ cho kỹ, dù mình làm cha hay là mẹ cực khổ nhưng hãy nuôi con đàng hoàng, ông thấy phù hợp như thế nào tùy ông như vậy. Nhưng sống làm sao con mình sau này vẫn kính trọng mình thì ông hãy sống cho thật là tốt. Tôi chỉ nói như vậy, ông hãy suy nghĩ cho kỹ như được rồi, đừng có bó buộc người ta làm chi, hiểu không? Giống câu chuyện như Đức kể á, trời ơi, chết đi một phát vậy mà chưa qua 49 ngày cái ông này ông rước vợ bé về nhà bằng đêm đó, không biết làm cái gì, rước về ai biết làm cái gì, con nhỏ nó đang ngủ tự nhiên nửa đêm làm nè. Ông chồng nó, gì vậy ai bóp cổ tôi, ghê không? Vừa xong buông bả ra thì ổng vừa nhắm mắt ngủ tiếp tục bóp cổ ổng, và khi bóp cổ ổng là ổng thấy rõ ràng luôn, tại cái sự giao duyên giữa ông với bà nó mạnh hơn, nên ông thấy rõ ràng là bà bóp cổ ông luôn. Bà nói rằng tại sao phản tôi, tại sao mà đem con nhỏ này về nhà, ghê không? Nó cái sự chấp nhất này vì thấy kinh khủng không bị nó. Nên tất cả những người nghe đạo nhớ nghe, vợ chồng sống với nhau thương yêu mặn nồng nhưng đừng bao giờ chấp vào chỗ đó để bản thân mình phải đi đọa lạc trầm luân, làm cô hồn vất vơ vất vưởng khổ lắm. Thì thấy những đức chia sẻ bọc pháp vì sao mà người ta thích nghe quý vị, nó đi vào cái chỗ đó đó, nhân sinh nói về cực lạc nhưng mà nói chút nó nói rộng ra xã hội nhân sinh, vì Phật pháp là nó áp dụng vào nhân sinh. Còn mình nhớ cực lạc là vì cực lạc đặc biệt quá,
Bây giờ điển hình như trong kinh Phật nói thôi. Bây giờ mình nghe cái mình cũng thích, mình muốn gì nữa. Trong kinh Phật nêu cực lạc là vì sao? Vì cho mình muốn gì? Nào là Đức Phật nói rằng là thế giới cực lạc mặt đất bằng phẳng, khỏi cần mang dép. Nếu mà ở thế giới cực lạc mà còn mang giày mang dép thì đúng là chưa phải cực lạc. Đúng không? Vì mặt đất bằng phẳng, hoa rụng lên mà gọi là trên mặt đất có thể một gang tay. Rồi khi hoa vừa mới cũ là tức khắc hoa đã tan biến, hoa khác tiếp tục rơi rụng xuống. Và chúng ta đều đi trên hoa, không có hầm hố. Mặt đất bằng phẳng không có hầm hố. Đã là không có hầm hố thì không có cái chuyện mà đá sỏi tầm bậy tầm bạ, không có gai góc, đúng không? Không có gắn đít, không có luôn. Nó chắn ra ở cực lạc là hoàn toàn nó rất là tốt đẹp. Nó hoàn toàn rất là tốt đẹp. Rồi con người đến với con người là chúng ta rất thông dong tự tại. Chúng ta có thể ngồi cùng với nhau chia sẻ Phật Pháp, luận về Phật Pháp. Mà kẻ nói người nghe kẻ nói, chứ không phải là đấu tranh về văn tự. Ở cực lạc không có đấu tranh về văn tự. Vì sao? Vì người ở thế giới cực lạc là thông văn, thông tự. Nên họ khi nói ra là người khác sẽ hiểu được, chứ họ không cần tranh luận về văn tự. Vì thế là cực lạc mà, thấy không? Rồi á, khi Đức Phật A Di Đà thuyết pháp thì thôi nghe thôi mê say, âm vang vang vọng nhẹ nhàng. Tiếng thuyết pháp Phật A Di Đà nghe mà thôi thánh thoát, tự tại, thông dong, đúng không? Nó nên Hòa Thượng Tịnh Không này nói rằng là bạn nghe pháp ở đây 100 năm cũng không bằng nghe pháp ở thế giới cực lạc một tiếng. Đó. Nghe pháp ở đây 100 năm cũng không bằng nghe pháp Phật A Di Đà một tiếng giảng. Và Phật A Di Đà ngày giảng pháp là tất cả những người tu các môn đều thông hết. Một âm điệu thuyết pháp mà tu môn nào nghe cũng thông. Và tình dữ vô tình đều nghe được hết. Khi ngài thuyết pháp một cái là nước cũng nghe, cây cũng nghe, chim chóc đều nghe được hết, tất cả đại địa đều nghe được luôn. Kinh chưa? Gọi là pháp âm của Phật là tình dữ vô tình đều nghe được. Thế vì hỏi gì sao thầy biết? Tôi biết mới ghê. Bạn hỏi càng hỏi lý do tại sao tôi biết. Nếu tôi biết tôi nói cho bạn nghe là được rồi. Còn bạn không nghe thôi. Hiểu không? Nó là pháp âm của Phật. Phật là giác ngộ, đã là pháp âm của Phật là hoàn toàn giác ngộ, đã là giác ngộ thì đại địa cỏ cây hoa lá, loài người, chim chóc đều nghe được hết. Nhớ. Từ nơi đó mới nói là cực lạc. Và người ở cực lạc cực kỳ đẹp. Quý vị tụng kinh Vô Lượng Thọ thử coi. So sánh từ vua rồi cõi giờ đều không thể nào so sánh với người ở thế giới cực lạc. Người ở thế giới cực lạc cực kỳ đẹp. Cái vẻ đẹp người ở thế giới cực lạc chúng ta không có khả năng để diễn đạt được. Không thể nào mà có thể giải thích được. Không có một bức vẽ nào có thể vẽ ra được sự đẹp của người thế giới cực lạc. Đây là nguyện của Di Đà. Chừng nào bạn về cực lạc, bạn muốn biết được cái vẻ đẹp của người thế giới cực lạc như thế nào. Vì sao? Vì bạn có vẻ đẹp đó. Quá tuyệt. Đặc biệt không? Bây giờ bạn là khả năng, bạn là kẻ phàm phu ở cõi ta bà, bạn chỉ biết được dung nhan của người ở cõi ta bà này thôi. Bạn không thể nào diễn đạt nổi người ở cõi chờ. Người ở cõi chờ sẽ biết được người ở cõi chờ. Bậc A-la-hán biết được vẻ đẹp của bậc A-la-hán. Nhưng người ở thế giới cực lạc thì bạn không gớ tới nổi. Cả bậc A-la-hán cũng không thể nào diễn đạt nổi cái đẹp của người ở thế giới cực lạc. Chứ đừng nói chi là người của chúng ta bình thường. Người thế giới cực lạc đẹp, cực kỳ đẹp. Và thần thông diệu dụng của người thế giới cực lạc thì không thể nghĩ bàn. Thần thông của họ không diễn đạt nổi. Quý vị cứ nghĩ đi, họ chỉ trong một khoảnh tay mà họ đi cúng dường mười phương chư Phật, thì quý vị nghĩ thần thông họ cỡ nào. Như vậy thì cái đi của họ là đi như thế nào mà trong một khoảnh tay mà có thể đi mười phương khắp pháp giới để cúng dường chư Phật, họ đi bằng cách nào? Người ở thế giới cực lạc họ chỉ cần nghĩ ở nơi đó là họ đã phân thân đến nơi đó liền. Ý nghĩ của nó đó, nó còn nhỏ hơn một cái sát na, nhỏ cực kỳ nhỏ nữa, nhỏ hơn vi trần luôn.
Bạn vừa một ý nghĩ của bạn nhỏ hơn vi chằng là bạn đã ở chỗ đó rồi. Thí dụ trong một ý niệm của bạn mười phương chư Phật, bạn chỉ cần một ý niệm đi cúng dường mười phương chư Phật thì tất cả đồ cúng dường và khả năng của bạn có thể đi đến nơi đó liền. Bạn ở trực tiếp ở nơi đó, có nghĩa là nó mỏng hơn vi chằng. Quý vị thấy kinh khủng, không thể nào mà diễn đạt nổi luôn. Cái năng lực diệu dụng của người thế giới cực lạc và cái trí tuệ của người thế giới cực lạc là cái trí tuệ của họ giống như Phật Di Đà. Kinh không? Trí tuệ của họ phi phàm lắm. Và họ khi độ sanh đi đến đâu độ sanh thì bản thân của họ đều có chữ nhẫn vô cùng cao. Trong mọi mặt, mọi lúc, mọi nơi họ đều có sự nhẫn nại được hết, đặc biệt như vậy. Và trong mọi hoàn cảnh nào họ cũng có thể giữ được đạo tâm tu. Khi mình về thế giới cực lạc mà đi độ sanh thì bất cứ đi đến đâu bạn cũng có khả năng để mà bạn giữ được đạo tâm tu mà không bao giờ bị lui sụp. Nên mỗi một con người chúng ta mà khi nghe thế giới cực lạc mà cảm nhận được thì bạn biết được cái thiện duyên của bạn bao nhiêu. Khi bạn nói chuyện nghe mà cười giỡn bạn thích, nghe tới thế giới cực lạc mà bạn đơ là thiện duyên của bạn kém vì thế giới cực lạc. Một cái người mà thích niệm Phật thì 100% bạn thích nghe sự vô diễn của thế giới cực lạc. Bạn biết vì sao ít bao giờ nêu về thế giới cực lạc hay không? Vì bạn chưa đủ bản lãnh để nghe hoài. Sợ nói cho bạn nghe hoài, bạn nghe viết rồi bạn thấy nó cũng như là hư cấu, nên phô diễn cho bạn vì niềm vui của nhân sinh, rồi lâu lâu mới nói gì phô diễn gì cực lạc. Không phải đơn giản mà người nghe nói về Tây Phương cực lạc tốt mà trong lòng họ hưng khởi được đâu, vì họ không nhớ tới nổi, nên phải lót nền cho họ có thời gian. Không phải ai nghe mà cũng kết nổi đâu quý vị à. Có những người họ ngồi họ nghe họ đơ, họ không có cảm giác nhiều bao nhiêu. Nhưng riêng cái người niệm Phật mà nghe sự phô diễn của thế giới cực lạc là mê nhất. Mê nhất. Tại vì sao? Bạn ở cõi này bạn ăn ngon được bao nhiêu, rồi cái răng của bạn được bao nhiêu thời gian tồn tại. Những đứa thấy có nhiều cô trong chùa nó có mười mấy tuổi là răng nó bị sâu ăn, từ đó mà còn không biết được sự vô thường của cõi này. Bắt đầu là chuẩn bị đi chám răng, đi chầm răng tứ tung lang tan, đúng không? Thế giới cực lạc không bao giờ có cái chuyện đi chám răng hay sâu ăn răng, không bao giờ có những cái chuyện lạ kỳ như vậy. Mà người thế giới cực lạc không có cái chuyện đi hai hàng. Thì tin rằng là người thế giới cực lạc là người ta một hình thể luôn, hoàn toàn đẹp và hoàn toàn là tướng của trượng phu hết. Không có một người nữ nào ở cái thế giới cực lạc hết, tướng trượng phu không có cái tướng của người nữ. Vì sao? Vì sao thế giới cực lạc nó không có tướng người nữ? Vì ở thế giới cực lạc đoạn ái, không có ái nhiệm nên không có người nữ. Người nữ là nguồn gốc của ái nhiễm và nguồn gốc sinh ra ái nhiễm, phải không? Cái tạo ra của người nữ là từ ái nhiễm mà tạo ra, sinh thành ra là từ ái nhiễm. Thế giới cực lạc là từ hoa sen sinh ra nên không có người nữ. Hoa sen là tượng trưng cho cái quả tu, mà sanh ra từ hoa sen là sanh ra sự ô nhiễm, sanh ra sự không ô nhiễm. Có nghĩa là hoa sen là tượng trưng cho không ô nhiễm. Nên thế giới cực lạc dùng hoa sen để con người nở ra, sanh ra từ hoa sen. Nên mỗi một người mình á, mình ở cõi này mình có gặp bao nhiêu sự cố gì mà mình nghĩ hay tương lai mình được về cực lạc đi, rồi tương lai Phật A Di Đà mà cầm đại sen đến nước mình về cực lạc, thì quý vị nghĩ mình hạnh phúc cỡ nào chưa? Rất là hạnh phúc. Nên á, tuy là mình muốn sanh về cực lạc, nhưng ở cái cõi đời mình sống mình phải có tình có nghĩa. Nhớ nghe, tình người ai cũng cần, cái đạo nghĩa ai cũng cần. Có người sống mà không có tình nghĩa thì
Có người này sống khô cằn sỏi đá lắm quý vị à. Thật sự luôn á. Dù là mình nghèo nhưng mà mình sống có tình có nghĩa, còn hơn giàu mà vô tình vô nghĩa. Những đức nói chùa mình tình nghĩa chứa chan, nó từ cái năng lượng của cái người đứng đầu, nó phô diễn tạo ra cái tâm con người ở nơi đây có tình có nghĩa. Nên con người ta đi đến đây cảm thấy nó bình an lắm quý vị à, thấy nó bình an lắm. Nên nhớ nghe, ai của mọi người chúng ta cũng muốn được lo thì mình hãy lo cho người đi thì mình sẽ được lo à. Bây giờ mình còn trẻ, mình thương người già, mai mốt mình già thì có người trẻ lo cho mình. Nhân quả nó tương đồng dữ lắm, nó rất là tương đồng. Nên chúng ta làm con á, mà chúng ta biết niệm Phật, chúng ta nên tạo điều kiện phương tiện cho cha mẹ của mình được đi đến chùa để được niệm Phật. Bây giờ á, những đức tổ chức những cái chương trình, thí dụ như khiêm thị tới nè, thứ sáu nè, mình đến mình dự dù mình không có tiền cho người ta đó, những đức nói quý vị chỉ cần đi vòng vòng người khiếm thị bị niệm Phật thôi, hoặc là quý vị nhìn thấy họ quý vị niệm có Phật hiệu thôi, quý vị không có tiền cho quý vị cũng có phước. Còn khi cho tiền người ta là sao? Ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Hoặc là đi đến sớm một chút để làm chi biết không? Người khiếm thị đậu xe ngoài đó, nắm tay dẫn vô trong chánh điện, rồi bước ra tiếp tục dẫn vô chánh điện, rồi bước ra tiếp tục dẫn vô chánh điện. Đây gọi là nội tài bố thí. Bạn không có tiền nhưng bạn làm được việc này, người ta có tiền bố thí cúng dường là ngoại tài bố thí. Bạn không có tiền bạn làm điều này là nội tài bố thí. Rồi bữa đó lại có ca sĩ hát cho người khiếm thị nghe, Trương Đăng Quy hả? Trương Đăng Quy đến hát đó. Từ nơi đó mà mình dẫn cha mẹ mình, những người mà chưa có tu nhiều, đến để nghe hát. Để làm chi phải không? Để những đức giảng pháp họ phải nghe, lý luận cho họ nghe, dẫn dắt họ từ nơi những cái tư tưởng nhân sinh thôi, rồi đưa họ vào đạo từ từ. Mình làm con mình dẫn dắt cha mẹ mình đi đến chùa từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Rồi từ từ cha mẹ mình lại cảm nhận được, và cha mẹ mình chịu ở trong ngôi nhà Tam Bảo để niệm Phật. Để cuối đời mình nhờ những người niệm Phật ở trong chùa này để mà hộ niệm, đưa tiễn cha mẹ mình về cực lạc. Đó, cái hành động này hay lắm, phải có thời gian. Bộ phận làm con mình làm được việc này hay lắm. Còn mình ở trong chùa rồi, lúc nào cha mẹ vô là gặp mình trong chùa. Còn người ngoài đời là những đức chỉ vì là cái cách là gì đó, cứ dẫn dắt cha mẹ đi đến chùa từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Rồi bắt đầu là cha mẹ thích cái được ở trong chùa luôn. Thật sự chúng ta muốn phụng dưỡng cha mẹ mình, nhưng mà cái hành động phụng dưỡng của mình không đạt đến mục tiêu giúp cho cha mẹ giải thoát được. Tại vì mình có nhiều công việc quá nên cái thời gian để dành cho cha mẹ không được nhiều. Nhưng mà mình ở trong chùa hoặc là người trong chùa sẽ lo cho cha mẹ mình, vì người ta có nội bộ để người ta lo. Thật sự mà nói, những đức nêu những điều này để những người làm con, mình có cơ hội mình phụng dưỡng cha mẹ của mình, và bản thân mình cũng từ từ đi tới tuổi già thôi à. Như đàn những đức bây giờ 42 tuổi, lấy quay nó cũng già rồi. Con người mà ai mà không đi đến tuổi già đó. Nên chúng ta còn trẻ chúng ta cũng phải tập tu, chứ đừng có nói ô còn trẻ từ từ. Cái câu từ từ này bao nhiêu bà già hối hận rồi đó. Nên nói người biết lo xa thì không có cái khổ gần. Mình còn trẻ mình cũng phải cố gắng để mình tích lũy được cái phước duyên của mình ở trong ngôi nhà Tam Bảo. Con người vậy mới là con người có góc độ. Con người hơn con người chỉ có cái là cái đầu óc của bạn, bà có góc độ hay không. Con người người ta có góc độ thì hôm nay người ta cầm được chén cơm ăn, người ta đã suy nghĩ làm sao tạo ra được nhiều chén cơm. Người như vậy thì quá tuyệt vời rồi. Còn con người mà biết ăn mà không biết tạo ra cơm ăn thì chịu thua, hiểu không? Đó, nên Phật pháp dạy mình hết trơn luôn á. Nên những đức nói rằng mấy đứa trẻ trẻ nó trong chùa mình mà nó thiếu góc độ là do nó quá thất bại. Con người mà chỉ cần có góc độ và có chí lớn một chút thì nó vui gấp 100 lần cái người mà vui bình thường. Cái người vui bình thường không thể nào so sánh bằng cái người có chí lớn được. Cái người mà có chí lớn gì con người ta, niềm vui của họ rất là lớn. Chí lớn dành cho người bao nhiêu thì niềm vui theo đó mà được bao nhiêu. Còn nếu như cái chí của mình nó rất nhỏ thì niềm vui mình rất là cạn cợt, và niềm vui đó nó có thể dội vàng xa mình 100% luôn. Nên mình ở trong ngôi nhà Tam Bảo gì nè, mỗi ngày mình đường niệm Phật, mỗi ngày mình có phương hướng, mình làm những việc ý nghĩa này. Còn hàng Phật tử ở ngoài đời thì cố gắng mà niệm Phật,
Dù làm việc gì làm cứ niệm Phật đi. Những đức nói việc trong chùa mình, những đức sống toàn là nhờ từ niệm Phật mà ra không. Chứ vị coi những đức làm gì đâu. Vui buồn gì cũng niệm Phật hết. Được mắt gì cũng niệm Phật hết. Thuận duyên hay nghịch duyên gì cũng niệm Phật hết. Toàn là dùng niệm Phật không. Nên những đức nói một viên thuốc A Già Đà là viên thuốc thần diệu. Nếu bỏ đây không uống thật là ngu lắm mà. Viên thuốc thần diệu đó à. Nên mà tu hành mà gặp được tịnh độ là gặp viên thuốc thần diệu á. Diệu kỳ luôn á. Nói quý vị coi á, như bản thân những đức á, cái gì đâu vậy mà bây giờ người ta nghe những đức đông vậy á. Đúng rõ ràng, thương người thương cả lối đi. Khi thương rồi á, ta lấy những cái hình ảnh những đức ngày xưa mà ngoài đời mang mắt kiến đen giống hình người mù. Không, những đức á, nghe cái tấm hình mà chụp hình mà mang mắt kiến đen á, quý vị mà để vô hình người mù với những đức là y gan, không có khác chút nào. Không có bao giờ mà nói là khác biệt chút nào. Y gan mù luôn à. Vậy đó mà người ta đưa lên mạng tàu, ô người ta coi gì đâu. Còn những đức giảng pháo xong, những đức đi ra, người ta tập trung lại, những đức không biết ai chụp hình, người ta quay phim lại. Vậy mà người ta đưa lên mạng thôi, người ta đưa cái bài hát thầy tôi thôi. Tò ô người ta vô người ta coi gì đâu mà thấy ghê. Thấy chưa quý vị, coi thấy không? Đã thương rồi nó vậy đó. Nên hồi sáng như Đức giảng, như Đức nói thương thì vậy đó, mai mốt nó ghét nó cũng trả lại vậy đó. Trong cái cõi này cái thương và cái ghét như lật bàn tay vậy nè. Đừng có ham. Bữa nay thương mình làm gì, ngày mốt nó ghét mình lật làm gì nè. Rồi nó ghét rồi xong mai mốt nó thương nó lật lại. Nên cái cõi này thương và ghét như lật bàn tay với bạn ơi. Nên bạn là người nghe đạo rồi, bạn nhớ nè, bạn luôn luôn phải giữ được chính bạn đó. Chứ đừng có bao giờ bạn nói chồng tôi là số 1, chồng tôi là tôi yên tâm 100% luôn. Không bao giờ chồng tôi mà bỏ tôi. Chưa bao giờ chồng tôi mà có một ý niệm sai lầm gì mà phản bội tôi. Bạn sai rồi. Bạn có chừng bạn hụt hẳn, bạn té giếng đó. Con người ta có thể diễn trước mặt bạn rất là nhiệt tình hết mình, nhưng nội tâm của người ta hoàn toàn chưa chắc là như cái hình thức bên ngoài đâu. Bạn phải luôn luôn có chủ trương của chính bạn. Trong cái cõi đời này có thương thì có ghét, có thật thì sẽ có giả thôi. Nó không có gì mà viên mãn được đâu bạn à. Hiểu không? Vậy thì một ngày nào lỡ bạn nghe tin chồng của bạn có người khác, bạn sẽ không đến nỗi cắn lưỡi bẻ răng. Tại vì bạn đã hiểu được có thật thì có giả, có thương thì có ghét. Hiểu không? Bạn luôn luôn có chủ trương như vậy rồi thì khi nghe tin chồng của bạn có vợ nhỏ, vợ của bạn có chồng khác, có người tình mới, thì bạn sẽ hoàn toàn rất bình thản giữ được chính bạn. Nếu không bạn sẽ như giống như từ trên đồi núi cao mà rớt xuống. Bạn sẽ rất bị hụt hẳn. Nó phan hay dội vàng đặt lòng tin vào một con người quá cao. Mình không phải là nghi người ta, nhưng mình biết cái con người ở cõi này họ rất dễ dàng thay đổi. Lòng người thay đổi dội vàng, đổi trắng thay đen. Hiểu không? Dễ lắm, họ dễ thay đổi lắm. Bữa nay họ thương mình thì như thế nào cũng được, nhưng ngày mai họ không thương mình thì họ nói tất cả những việc mà hoàn toàn ghét ngược lại. Đó. Bởi vì mình sống trong cõi đời này, như Đức nói một câu á, sống sao cho vừa lòng người. Bạn hãy sống đúng với lương tâm bạn đi, chứ đừng có nói mà sống cho vừa lòng người. Khó lắm. Bạn sống sao mà cho vừa lòng người. Bạn làm cái cách này thì có người nói là cách này không được, mà cái người kia nói được. Có người nói được thì có người nói không được à. Có khi những đức giảng pháp ở dưới ta cười hả hê. Bà nào bà nấy tàu ô, bữa nay nó vui gì đâu mà, nó an lạc gì đâu. Nhưng mà cái người không cười thì ta nói câu gì? Cái thứ gì đâu giảng pháp mà cười thấy ghê. Đó. Còn nếu như mình giảng pháp mình không vui chứ, nó tờ ơi thầy ơi thầy, bữa nay thầy giảng gì đâu mà nó buồn gì đó. Nghe mà nó đau lòng xót da. Thấy chưa? Đó. Thấy thấy không quý vị, thấy vừa lòng người không? Khó vừa lòng người vô cùng luôn. Vậy thì bạn hãy vừa lòng những người mà đang ở đây.
hiểu không? Họ đi đến nơi đây họ nghe mình giảng, rồi mình giảng sao mà cho họ thiệt là vui đi. Còn cái người ở đâu trên trời dưới đất thì họ kệ mấy người đi, mấy người đâu chưa đi đến đây mà. Người ta đi đến đây người ta ngồi người ta đau chân đau cẳng người ta, nên cho người ta vui đi, cho người ta vui, người ta thoải mái. Còn quý vị ngồi ở nhà, quý vị nghe không phải để nghe mà nghe để mà tìm. Nghe không phải để nghe mà học, mà nghe để tìm kiếm. Vậy thì thôi quý vị cố gắng tìm kiếm đi, thấy không? Cũng tốt. Tìm kiếm coi lúc nào mà cười mà quá hả họng thì giảm tốc độ lại, như thì cũng tốt. Nó nên từ nơi đó tôi đã nói rồi, tôi bây giờ đỡ hô là do tôi cười nhiều đó. Ừ nghe quý vị, chị bệnh hô là ngay cái chỗ cười. Hồi xưa những đứa tưởng đâu cười bự quá thì nó càng hô. Không phải, không phải đâu quý vị, mà cười càng cười thì nó càng đỡ hô quý vị ơi. Hồi xưa những đứa cứ nghĩ rằng cái miệng mình nó bự quá, mình càng cười thì sợ hai bên mép này nó bự ra. Không phải đó, bị bậy quá à. Lạ ghê. Hồi xưa những đứa không dám cười, mà càng không dám cười thì càng hô. Ngày xưa là chuyên gia những đứa ưa cười gì nè. Còn lúc nào mắc cười lắm là gì nè. Trời ơi, nhìn gì đâu mà giống như bằng đêm mà tắt đèn là nghe tiếng cười đó, là cái như chạy mắt dép, tưởng đâu ma quỷ gì đến. Thấy ghê không? Nó mà từ khi tu tới bây giờ nó mở cái tâm ra luôn. Kệ đi, không quan trọng. Nó nên tất cả những người sống trong cuộc đời này nên cười. Nhớ, nên cười. Tất cả người trong chùa này nên cười. Mỗi ngày nên cười cho nhiều. Hiểu chưa? Cười cho nhiều lên. Thấy không? Đừng có sống khổ nữa nghe. Dù là bị chồng bỏ hay vợ bỏ cũng đừng có khóc nghe. Có khóc khóc nhưng phải cười. Rồi niệm Phật. Nó rồi bây giờ tự nhiên nghe tin mình bị ung thư, thì mình gặp mọi người nói ung thư rồi à, bác sĩ mới khám hồi sáng ung thư rồi. Trời trời, bà nói thiệt mà nói giả vậy? Ung thư rồi. Người ta ung thư người ta buồn muốn chết rồi, bà làm gì thiết ghê vậy? Ừ ung thư rồi, bác sĩ mới khám hồi sáng ung thư. Bà ung thư gì? Ung thư bao tử à, ung thư bao tử rồi. Ủa sao thấy bà bình thường vậy? Chứ không bình thường là làm gì? Thì ung thư thì ung thư à, nên tập vậy nghe quý vị. Hoặc vợ bỏ, gặp bạn bè hỏi, ô bạn bè nó hỏi gì nè, ủa anh bà chị đâu rồi? Nó bỏ rồi. Bỏ đi bắt tiêu rồi. Bỏ ngay hả? Bỏ 5 ngày nay rồi. Bỏ 5 ngày rồi. Ôi sao mà nó bỏ anh. Thấy chị được quá sao bỏ anh. Nó che tao nghèo. À, che tao nghèo không biết ra lăng gì hết trơn á. Cái thằng kia đẹp trai hơn, giàu hơn, nó theo thằng kia. Bỏ tao mất tiêu. Thôi kệ đi, tao nghèo rồi. Bớt con đỡ một lon. Trời trời, ông này vợ bỏ ông nói chuyện thế ha, bị trời. Hiểu không? Đó. Còn mấy bà mà bị chồng bỏ, nói nó bỏ mất tiêu rồi. Thế hổm giờ đi chùa thấy thoải mái ghê không? Thế hổm giờ con đi chùa được quải thầy là thầy biết sao không? Chồng bỏ rồi. Lúc trước đi chùa còn hỏi nó, lúc nó cho đi thì đi, còn không cho đi thì ở nhà. Bây giờ con làm chủ nhà luôn thầy. Vừa làm cha vừa làm mẹ mấy con luôn. Bây giờ khỏe tới ghê muốn đi đi à. Thích đi chùa đóng cửa lại dẫn con cái đi hết trơn lại chùa thầy à. Khỏe ghê à, từ khi mà chồng bỏ tới giờ lên được 2 kg thầy ơi. Bà công nhận ngon ghê ha. Chồng bỏ bà mà thấy bà tự tại ghê. À dạ thưa thầy, con đâu có mong chồng bỏ. Nhưng mà con nghe thầy giảng con hiểu. Nó bỏ rồi. Con cũng không muốn nó bỏ đâu thầy. Có nó thì lâu lâu cũng vui. Nhưng mà bây giờ không có nó thì vui nhiều hơn nữa. Thấy chưa? Thì nói giống như là bị tự tại vậy đó, thấy không? Giống như tự tại vậy đó.
Nó giống như chồng hỏi vợ, mai mốt lỡ anh bỏ em thì sao? Nó thì sống chứ làm sao? Thì em bỏ, anh bỏ em thì em phải sống thôi. Mà sống làm sao? Sống vui chứ sống làm sao? Còn một ngày, một ngày nào lỡ mà em bỏ anh bỏ em thì phải sống thôi. Mà phải sống cho tốt hơn nữa. Không mà lúc đó đi chùa mới tốt hơn. Chứ nếu mà nó bỏ mình buồn mà đi nhậu nhẹt, nó bỏ mình đúng rồi đó. Nó bỏ mình đúng. Bỏ mình xong mà mình đi nhậu nhẹt, mình cầm chai rượu. Em ơi sao bỏ anh gì? Rồi cầm chai rượu uống rồi đi ngã nghiêng. Té bò. Nó đi ngang với thằng bồ nó gặp nó dùng cái thứ gì. Tao bỏ mày là đúng. Ăn nhậu bê tha, thấy không? Nên chồng hay vợ mà bỏ mình đi đến đây nè, Phật không có bỏ mình đâu. À, giống như cuộc đời của mình có khổ đau cỡ nào, nhưng mình có một chỗ đến hy vọng, chỗ đó là vui, là tốt. Thì mình thấy những cái khổ đau trong cuộc đời mình nó sẽ từ từ nhạt nhẽo đi. Tại vì mình có hy vọng. Nên con người sống á, cái đặc biệt là mình có hy vọng. Nó vang rồi đó, bớt lại đi. Cái hy vọng là cái rất là quan trọng để mình hướng đến một tương lai. Nếu như con người sống mà không có hy vọng gì hết, vì tôi con người sống vô nghĩa, thật sự vô nghĩa. Nên mỗi người chúng ta, mình gặp được Phật pháp, mình mỗi ngày niệm Phật là mình sống có hy vọng. Dù khổ đau gì, buồn phiền gì đi chăng, nhưng mình nghĩ tương lai mình được Phật A Di Đà rước về một cái quốc độ cực kỳ đặc biệt, đó là thế giới cực lạc. Giống như Đức từng nói rằng là mỗi ngày mình niệm Phật là mỗi ngày mình đang ký gửi cái tâm mình ở cực lạc Tây Phương. Mỗi một người ở đây niệm Phật thì mỗi một người ở đây mình đã có cái tên ở Tây Phương cực lạc. Thí dụ như hôm nay mình vừa nghe pháp môn Tịnh Độ, một chút mình đọc 12 lời đại nguyện, phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì người sống âm thanh được rồi đó. Hay người mắt, mỗi người chúng ta đều có một đóa sen có tên mình ở Tây Phương cực lạc. Đó sen này giống như là căn nhà của mình vậy đó. Thí dụ như mình đang sống ở Việt Nam mà mình bây giờ tương lai mình sẽ di dân qua bên Mỹ, đi đến một quốc độ đặc biệt. Mình nghĩ gì tự nhiên đây mình có cực khổ, mình cũng sẽ cố gắng vì mình tương lai mình được đi đến một quốc độ đất nước rất là đặc biệt. Thí dụ đi. Hoặc là giờ mình ở đây mình nghèo, mình khổ, mình cực, mình bị chồng chửi đánh đập gì tùm lum, con bất hiếu, nhưng mình nghĩ tương lai mình sẽ được Phật A Di Đà rước về cực lạc. Bây giờ mình đã có căn nhà ở Tây Phương cực lạc rồi, vừa phát nguyện niệm Phật muốn sanh cực lạc thì mình đã có ngôi nhà cực lạc sẵn rồi. Thì bây giờ mình ở đây mình cứ cố gắng sống cho hết cuộc đời này niệm Phật cho tốt, thì cuối cuộc đời của mình Phật A Di Đà rước mình về cái nhà mình ở Tây Phương cực lạc. Mà cái nhà mình ở cực lạc thì nó không có cũ, mà mình mang cái thân ở cực lạc thì mình không già, không bệnh, không chết. Mà bạn ở cực lạc thì toàn là bạn vui. Nó mới nói là cực lạc, là cùng cực an lạc. Vì sao? Vì mỗi ngày vui quá nên mới nói là an lạc. Còn ở cõi đời này thì Phật nói là khổ không thế nào nói hết. Cực lạc vui, vui chẳng thể nghĩ bàn. Nên ở thế giới cực lạc là mỗi việc nó đều rất là vui. Ở cực lạc là rất là vui. Nên mỗi một người chúng ta có phương hướng đi về thế giới cực lạc. Đây là cái chỗ cực kỳ quan trọng. Nhớ nha.
Nên cái tâm vậy thì tất cả những sự buồn phiền lo âu cõi đời mất sạch. Tâm buồn phiền lo âu ở cõi đời này mất sạch. Vì mình có hy vọng. Con người hơn con người ngay cái chỗ đặc biệt là gì? Hy vọng của cuộc đời. Hy vọng cuộc đời là hay nhất. Nên con người khổ đau nhất là thất vọng. Khi con người đã thất vọng rồi thì mình không có một cái gì mà đặc biệt ở trong cuộc đời này hết. Nhớ nha. Tại vì thất vọng rồi. Nên cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp tu mà giúp cho chúng ta sống vui vẻ quý vị. Có những người người ta sống trong cuộc đời này người ta không biết vui. Ta dại quá. Sống trong cuộc đời này nó đã quá khổ rồi mà còn đem cái khổ bỏ vào thêm. Giống như chúng độc mà còn bỏ chất độc vào thêm nữa. Thôi nói gì nữa giờ. Bạn sống dại quá. Nên có những người người ta không phải là thiếu học đâu quý vị, nhưng mà người ta thiếu vui. Tất cả sở học gì ở trong cuộc đời này, hay bất cứ tôn giáo Phật giáo hay bất cứ một loài người nào sống trong cuộc đời này, quý vị đi đến mục tiêu nào để quý vị chọn lựa phải không? Là niềm vui. Người còn nhỏ đến lớn, có vợ có chồng cũng là vì cái gì? Vui. Đi du lịch chơi cũng là vì cái gì? Vui. Cắt nhà cao cửa rộng cũng là mục tiêu gì? Vui. Học tập để làm chi? Để có niềm vui. Phải hạnh phúc giàu sang là vì cái gì phải không? Vui chứ gì. Chứ không là giàu sang có địa vị để khổ. Nên mục tiêu con người là đi đến chỗ nào? Niềm vui. Nên vì sao người ta giảng pháp nhiều người nghe? Vui. Chỉ đúng như vậy thôi. Nên có một người này gặp một người nọ, nói một câu rằng: ông thầy Đức ông giảng pháp ông cười nhiều quá. Thì cái người kia nói lại một câu rằng: vậy ông lên giảng ông cười giống ông được không? Cười là một tiêu đề đặc biệt nhất của nhân sinh. Người xưa ta nói một câu: một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Một nụ cười thôi mà còn hơn 10 tháng thuốc bổ. Bạn bây giờ mà đi hốt thuốc bổ thôi cũng tốn tiền quá trời. Mà người xưa nói bạn khỏi cần tốn tiền, chỉ cần cười một cái thôi là có 10 tháng thuốc bổ rồi. Đúng không? Sự buồn khổ, buồn khổ. Vậy viên thuốc gì để trị buồn khổ? Vui. Viên thuốc cười để trị bệnh buồn khổ. Và viên thuốc cười trị bệnh chậm già, trẻ lâu chậm già là viên thuốc cười. Bạn có dùng cách quá trang gì, bạn có thẩm mỹ cỡ nào, thì đến lúc mà nó già thì nó già cực kỳ nhanh. Bạn nhớ nè, cái tác dụng phụ của đi thẩm mỹ viện là cái gì? Bạn sẽ được trẻ trong khoảng thời gian kéo lại nhanh nhất. Và bạn sẽ đi đến tuổi già cực kỳ nhanh luôn. Bạn nhớ rằng là nó lôi tất cả vị trí trẻ của bạn khoảng thời gian lâu, kéo lại khoảng thời gian ngắn. Ví dụ như bạn có thể trẻ được 20 năm, nó kéo cho bạn trẻ trong vòng 5 năm. Bạn sẽ mất đi 15 năm tuổi trẻ. Và nó đi đến tuổi già cực kỳ nhanh luôn. Giống như là xây nhà trên cát biển đông vậy. Nhìn thấy có nhà nhưng mà sụp đổ thì cực kỳ mau. Nên cái tác dụng phụ của sửa sang sắc đẹp vô cùng nguy hiểm. Nếu như bạn hiểu được định luật nhân quả, hiểu được cái kiếm sống nhân sinh, thì bạn sẽ biết luyện tâm. Mà luyện tâm ngay chỗ nào? Không buồn giận người để trong tâm lâu, và thường vui. Đây là cách dưỡng tâm hay nhất. Dưỡng tâm hay nhất. Hãy nhớ. Và bạn sẽ nuôi dưỡng tế bào bạn rất là tốt từ ngay niềm vui. Nhà khoa học ta thí nghiệm rõ ràng hết rồi, còn gì nữa giờ. Từ niềm vui mà nguyên một cái hồ nước hôi thối mà người ta có thể mang thiện niệm làm cho hồ nước này giảm tối đa sự hư thối luôn. Và từ niềm vui mà làm nước trong cơ thể con người mình kết tinh rất là tốt. Bởi vì để ý khi mình bực bội lên mặt mình sẽ sạm đen,
đỏ lên nhìn ghê lắm, mắt trợn lên, mỏ chu ra là mũi hỉnh, kinh lắm. Khi mình mà tức giận một cái điều gì đó, nó đốt cháy cơ thể mình ghê lắm. Nếu như không kịp thời hồi phục liền thì đây là một sự tác hại cực kỳ lớn cho cơ thể. Đúng không? Đó. Bây giờ chúng ta đọc 12 lời đại nguyện này quý vị, để mỗi một người chúng ta còn sống hay chư hương linh đã mắc củ quyền thất tổ của mình, ai cũng nên phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc. Mà muốn sanh cực lạc thì buông cái tâm hận thù đòi nợ nghe. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung hăn nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung liên hoa con hóa sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Từ hôm nay mỗi buổi chia sẻ Phật pháp xong, chúng ta đều đọc 12 lời đại nguyện, để mỗi người chúng ta đều phát nguyện, dù đến đây một lần cũng phát nguyện để cầu sanh cực lạc. Chúc quý vị an lạc nha. Hai giờ đầu rồi. Nguyện đem công đức này
hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.